Trong khuôn khổ triển lãm Entech Hà Nội 2022 diễn ra từ 26 đến 28 tháng 10, hai doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc là Probac và BLI đã mang đến những sản phẩm bảo vệ môi trường vô cùng độc đáo, thu hút nhiều người tham quan. Là một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các loại nhựa có thể phân hủy sinh học, Probac đã giới thiệu tới triển lãm các bộ sản phẩm làm từ nhựa tự phân hủy như túi ni lông, thìa, cốc nước, cho đến ốc điện thoại, áo phông, nhựa trong chip xử lý, đồ gia dụng. Điểm đặc biệt của những sản phẩm nhựa sinh học này là đều có nguồn gốc từ tự nhiên như từ tinh bột ngô, bột gạo, dầu ăn. Chúng hoàn toàn an toàn cho người sử dụng và có thể dễ dàng tự phân hủy trong điều kiện lý tưởng từ 3 đến 5 ngày và không sản sinh ra các chất độc hại. Qua Entech Hà Nội 2022, chúng tôi hy vọng tìm được thêm nhiều đối tác tại Việt Nam quan tâm đến bảo vệ môi trường, để hợp tác sản xuất và đưa tới tay người tiêu dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Trong khi đó, công ty BLI giới thiệu tới khách tham quan triển lãm sản phẩm máy lọc nước AIMU, là công ty chuyên về các sản phẩm máy lọc nước, trực tiếp sản xuất và phát triển sản phẩm, phân phối cho nhiều công ty nổi tiếng với gần 20 năm kinh nghiệm. Theo đó, sản phẩm máy lọc nước AIMU có kích thước khá nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, cùng bộ lọc thiết kế thuận tiện dễ thay thế. Lõi lọc sử dụng than carbon, đá từ núi lửa Jeju cùng công nghệ độc quyền giúp lọc nước sạch và giữ lại khoáng chất tự nhiên. Đặc biệt, chiếc máy này không cần sử dụng đến điện năng nên người dùng có thể mang đi và đặt ở bất cứ đâu trong ngôi nhà. Mặc dù đầu tiên sản phẩm của chúng tôi mang đến tại triển lãm ở thị trường Việt Nam, nhưng chúng tôi tin chắc rằng sản phẩm của mình sẽ phù hợp với thị trường này. Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu hướng đến đối tượng giới trẻ năng động là lực lượng chính của xã hội hiện nay. Tin rằng sản phẩm sẽ được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và sử dụng rộng rãi.